gió, cho dù cuộc đời là bên... Em lấy là một cái đầu âm ly của cái dòng màng gỗ nha các bác. À, cái này là của hãng Victor, nó có model là EXAK1 ha. Thì con này hàng về nó cũng còn khá là đẹp nha các bác. À, hiện tại thì đĩa đọc tốt ha. À, nó có chế độ AM, FM và AUX ha. À, chủ yếu con này nó có giải mã CD K2 ha. Đó, giải mã K2. Hiện tại em đang test cổng AUX này. Rồi cái này giờ mình chuyển qua CD ha. Bấm qua CD ha. Đó, CD nó sẽ có giải mã K2 ha, cho chất lượng âm thanh cao cấp ha. Các bác về chơi những cái dòng loa toàn giải đồ nhỏ nhỏ tầm bass 10, 12, 14, 16, 18, 20 rồi ok ha. Đĩa đọc tốt, qua bài nhanh này các bác. Em bán con âm ly này là 2.3 triệu nha. Bác nào cần chơi thì lấy nha. Nhỏ gọn ha, đĩa đọc tốt, chạy ok hết. Con này phía sau nó có cổng ra súp nha các bác, ra súp điện ha. Qua bài rất là nhanh này các bác. À. Anh thức nó còn có đẹp. Đây. Bác nào cần liên hệ cho em nha. À, số điện thoại của em không có để trên trang đăng ha, hoặc là số điện thoại ở trên hình đây ha. 0987 647 177.